cái xíu thật rồi. Một hai. Thật chị với tay trái. Có bông phượng đó. Cái này à, có măng cục không? Đây mình có măng cục này luôn. Đúng rồi. Tao em nói có bông hai trường nè, chỗ chung. Trên xin mới hồng. Bóp lỗi. Bóp lỗi gà. Lỗi gà bông hai trường. Đó. Gọi gà ơi. Chào mừng giới hữu đàn trân trọng giới thiệu với các bạn một món mới mang tên gọi gà bông hai trường. Này. Ủa. Con thật đó nè. Không, mình không có gói sen gì mà là có bông ly á. Không có gói sen đâu, có sen đá. Ở ngoài thấy có cậu sen đá. Thì đã ngon lắm mấy nhà. Vô chung được không? Mọi người biết cái món mèo ở Tây Bắc người ta sẽ ăn là gỏi gà đá ngon. Vậy chị như là chị đúng không? Cái gỏi gà đó là gỏi gà tái sinh nha. Ăn như là tái sinh luôn nha. Tại nha, không nói gì vấn đề đó. Không nói nha. Không nói nha. Ờ nha. Em nghe nói là chị đang tìm măng cục đúng không? Đúng rồi, chị có bán. Có bán luôn hả? Có gọt sẵn không? Ủa? Em có mua cái loại chưa gọt hết cho hai bạn này rồi. Em là hai em thư vô đem bán hàng vô. Ủa ai nghe nói là Ủa đang tìm mâm cục rồi em nè. Ủa sao? Ê nó nghe nè nha. Em mà vô đây em nói vậy là em tài trợ cái clip này rồi. Ê má này là chợ đầu mối gửi vô cái gì vậy trời. Dạ em có mâm cục chứ. Đấy à. Mình điền em. Mình hỏi sự đàng hoàng đây nè. Nhãn hàng rồi nè. Rồi giới thiệu luôn nhiêu ký nha. Tất cả các bạn quay phim mỗi bạn được 5 triệu nha, chị tài trợ. Rồi măng cục sống nhiêu, măng cục chưa gọt nhiêu ký? Măng cục sống á là gọt sẵn 1 ký á là ngày ở ngoài thị trường đã bán 500.000 thì em bán khoảng 380. Ok rồi, có phước á. Rồi tiếp đi, măng cục chưa gọt. Măng cục chưa gọt hả? Măng cục chưa gọt thì giá như đâu qua nè, hình như là 70.000 1 ký. Giá măng cục chưa gọt là 80. Ổn định, giá ổn định. Đâu bây giờ nhà mua thì em mới bán có một đồ mắm cục mà em giàu vậy luôn á hả? Không có vàng đâu, không có vàng đâu. Không, bây giờ mình quay cảnh mình hỏi tí thôi, có cái gì trộn quá trời. Con gà nó mua tốt, có mang cục nè, mua mang cục mới bán đi. Ôi trời ơi, coi coi, mua là phải mua rau mỡ. Bông lông đi nè, sao lưng nè. Bông nè, cái giá nè. Ê thôi chị ơi, bây giờ thay vì mình gọi cái bông cục gọi bông hồng nè. Bông hồng đúng không? Là giới thiệu đồng. Cái món nè. Rồi lại nha, 1, 2, 3 chờ tới nha. Đi cô vô chị Tường kéo. Chị Tường ơi, mời cô ra ông vợ thầy công nên. Rồi rồi. Mọi người mình xuống tới xíu phát nha. Mình xuống mời. Cái chữ phát mình giữ cái mặt đời luôn được không? Các bác mà kéo về đây nha. Lùi đó mọi người ơi, lùi. Tiếp đếm nha, 3, 2, 1, ship Academy khai trương hợp pháp. Chết đi. Ngủ quá trời.
Lại vậy nha. Biết biết anh yếu anh ngữ rồi. Lại vậy nha. Em ơi, em đưa chân về nhà.
dữ không? Quá lạnh không? Bữa làm liền luôn á. Làm liền chưa? 。Cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật Vbiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.